Mấy cái tên này là tên là tại sao đến thành phố của ta tàn phá vậy? Thì là xe ta tiêu diệt các người. Là thì con màu vàng này, là thì con màu đen này, ta sẽ tiêu diệt các người. Cho các người dám phản phái của ta ư? Ta sẽ không tha cho người đâu. Cho ôi không, những người anh em của ta đã bị chúng tiêu diệt rồi. Cái tên màu xanh này, ta sẽ tiêu diệt người, ta sẽ đấm người này, ta sẽ đạp người này. Cho hãy xem tia laser của ta đây. Tại sao bọn chúng lại đông như vậy? Như vậy làm sao mà ta đánh được? Ta phải đi đây. Các người đừng hòng bắt được ta. Ta sẽ còn quay trở lại trả thù. Bọn sơ kỳ Bitolet, các người được lắm. Các người dám đến thành phố của ta để xâm chiếm thành phố ta ư? Ta đã không muốn tính toán với các người rồi, mà các người dám đến tàn phá thành phố ta. Bây giờ ta sẽ đi tìm biệt đội giải cứu thành phố, đầu quân cho bọn chúng và tiêu diệt các người. Các người hãy đợi ta đấy. Không ổn rồi mọi người ơi, bọn sơ kỳ Bitolet, bọn chúng đông và mạnh quá. Chẳng nhẽ chúng ta bị bọn chúng tiêu diệt tại đây ư? Chúng ta phải cố gắng chiến đấu mới được, không để cho bọn chúng chiến thắng chúng ta. Anh em cố lên, hôm nay mấy cái tên biệt đội giải cứu mọi người sẽ bị chúng ta tiêu diệt thôi. Này thì con TV 7 đầu này, này thì con TV 5 đầu này, chúng ta sẽ tiêu diệt các người. Này thì con camera man này, cho hãy xem đầu của Tinh Tinh ra đây. Cho chúng ta sẽ tiêu diệt hết các người. Cho không ổn rồi anh camera man ơi. Chẳng nhẽ chúng ta bị bọn chúng tiêu diệt ư? Biệt đội giải cứu thành phố đừng lo, lại có tia laser ta đây, ta sẽ giúp mọi người tiêu diệt cái bọn sờ kipi tên này. Hãy xem tia laser của ta đây. Cho này thì con Tinh Tinh màu vàng này, này thì con phản lực này, ta sẽ tiêu diệt các người để trả thù cho những người anh em của ta. Cho các người dám đến thành phố của ta và xâm chiếm mư, ta sẽ tiêu diệt các người. Cho ủa, cậu ta là ai? Tại sao cậu ta lại giúp chúng ta tiêu diệt cái bọn sờ kipi toilet? Ta chính là Titan đầu tia laser. Ta đến đây để giúp các người tiêu diệt cái bọn sờ kipi toilet, trả thù cho thành phố của ta. Cái gì? Thành phố của cậu bị bọn sờ kipi toilet xâm chiếm ư? Đúng rồi, thành phố của ta đã bị bọn sờ kipi toilet phá hủy rồi. Bây giờ chỉ có một mình ta thôi. Cho nên ta đến đây để giúp mọi người tiêu diệt bọn chúng, trả thù cho những anh em của ta. Được vậy thì có hay. Bây giờ cậu hãy giúp ta đưa những người anh em của ta đến một nơi khác, chứ không sờ Pickerman mà đến là chúng ta bị tiêu diệt đó. Bây giờ chúng ta phải ẩn náu và tập hợp anh em trước đã, rồi mới chiến đấu bọn chúng. Không biết là cái tên G-Man kia có xâm chiếm được thành phố của con tia laser hay không đây. Nhiệm vụ đó quá là đơn giản mà không hoàn thành nữa thì về đây đừng có trách ta. Đại ca ơi, em đã về rồi đây. Người về đúng lúc lắm. Người đã xâm chiếm được thành phố của bọn Titan đầu tia laser chưa? Quá đơn giản đại ca, chỉ một lốt nhạc thôi là em đã xâm chiếm thành công rồi. Còn cái tên tia laser đã chạy mất dép rồi đại ca ơi. Được lắm, đúng là người anh em của ta. Còn con Tinh Tinh nữa, không biết là có bắt được bọn cameraman về đây không. Nếu mà bắt được con đó thì em có thể tạo ra những con quái vật mới vô cùng là xịn sò. Đại ca, chúng em cũng về rồi đây. Sao rồi, bọn cameraman đâu hết rồi? Bọn chúng đâu? Hai người không bắt được tên nào ư? Đại ca, đáng nhẽ là em đã bắt được con cameraman rồi. Tự dưng từ đâu xuất hiện một con tia laser giải cứu bọn chúng, làm bọn em thua đại ca. Cái gì? Cái con tia laser đó là đến đầu quân cho bọn cameraman ư? Quý to rồi đại ca ơi. Bọn biệt đội giải cứu thành phố mà có thêm con đó thì như hổ mọc thêm cánh. Không sao, các người quên ta rồi ư? Có ta ở đây thì bọn biệt đội giải cứu thành phố không có tuổi đâu. Kể cả có thêm 100 con tia laser nữa thì ta cũng sẽ tiêu diệt chúng thôi. Anh Spiderman, chúng ta mau tìm bọn đó và tiêu diệt chúng thôi. Em ngứa mắt bọn chúng lắm rồi. Các người mau tập hợp anh em, lần này ta đích thân đi tiêu diệt bọn chúng. Đại ca, làm gì còn anh em nào nữa? Bọn chúng vào nhà thương hết rồi. Không sai anh Spiderman, có em là được rồi. Chúng ta mau đi thôi. Rất may có sự trợ giúp của Titan đầu tia laser. Nếu không có cậu ta thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất. Bây giờ chúng ta phải giúp cậu ấy lấy lại thành phố mới được. Nhưng liệu chúng ta có đánh bại được bọn sờ Kibi thôi hay không? Bọn chúng bây giờ có tên G-Man nâng cấp thổ dân vô cùng mạnh. Không biết là có thêm anh Titan đầu tia laser kia, chúng ta có đánh bại bọn chúng không đây? Tên Titan đầu cái loa kia, người dám khinh thường ta ư? Ta vô cùng mạnh đó. Có thêm ta vào nữa thì bọn sờ Kibi tuyết tuổi tôm luôn. Ủa, vậy tại sao ông không giữ được thành phố của mình mà lại đến đây nhờ bọn tôi giúp vậy? Cái gì? Người vô ơn vậy ư? Biết thế ta không giúp bọn người thì ông giết cái bọn sờ Kibi tuyết ra xong. Titan đầu cái loa, người không được nói như vậy. Chúng ta phải cảm ơn cậu Titan đầu tia laser. Không có cậu ấy thì chúng ta đã bị tiêu diệt rồi. Đại ca, em khâm phục. Người khâm phục ư? Hãy giao đấu với ta đi, ta sẽ cho người biết sức mạnh của ta như thế nào. Ta lại sợ người chắc. Tên đầu cái loa kia
Hãy xem tia laser của ta đây chưa. Tia laser của người cũng lợi hại đó. Ta không sợ đâu. Hãy xem titan đầu cái loa của ta đây chưa chưa. Người mau lại đây. Người chạy ra xa thế làm gì. Hãy xem chiêu thức cái loa của ta đây chưa. Thật không ngờ chiêu thức của hắn ta cũng khá lợi hại. Nhưng ta sẽ đấm người này. Ta đạp cái này chưa chưa chưa. Thế nào, titan đầu cái loa, giờ cậu đã phục ta chưa? Thật không ngờ, sức mạnh của hắn ta lại ghê gớm đến như vậy. Ta đã già yếu rồi, không còn trẻ như xưa nữa. Vậy bây giờ, chúng ta đã tìm bọn Sở Kibi thế được chưa? Các người định đi tìm bọn ta ư? Bọn ta cũng muốn đi tìm các người để trả thù cho titan đầu tiên laser đây. Các người đã quá hung hát rồi đó, đi xâm chiếm hết thành phố này đến thành phố lọ. Bây giờ ta sẽ cùng biệt đội giải cứu thành phố tiêu diệt các người. Ha ha ha, người mãi mãi không lấy lại thành phố của ngươi được đâu. Thành phố đó đã trở thành căn cứ mật của bọn ta rồi, người đừng hòng lấy lại. Nếu các người đã tự dẫn xác tới đây thì bọn ta sẽ tiếp đón các người một cách vô cùng chu đáo. Đại ca, mau tiêu diệt con tia laser đi, trả thù cho những người anh em của ta. Con đó đã sử dụng tia laser của mình bắn trọng thương rất nhiều anh em của ta rồi đó. Đại ca mau mau tiêu diệt hắn ta đi. Đó là do các người tự chuốc lấy thôi, lại còn đổi lỗi cho ta ư? Mọi người yên tâm, hôm nay ta sẽ trả thù cho những người anh em của ta, tiêu diệt hết cái bọn này, không cho chúng chạy thoát nữa. Để ta xem ai tiêu diệt ai. Đại ca, sống lên tiêu diệt chúng đi. Mọi người, sống lên tiêu diệt mấy cái tên Sở Kibi Tuyết đi. Trả thù cho titan đầu tiên laser cho. Này thì con phản lực này, này thì Sở Pickerman này, chúng ta sẽ tiêu diệt các người. Tiêu laser ta, hôm nay sẽ tiêu diệt các người để trả thù cho những người anh em của ta cho. Này thì con Sở Pickerman này, ta sẽ tiêu diệt người cho. Các người muốn tiêu diệt Sở Pickerman ta ư? Không có đâu. Ta sẽ đánh bại người. Này thì con camera man này, này thì con tia laser này. Hãy xem chúng ta tiêu diệt các người đây cho. Máy bay phản lực, máu tiêu diệt con TV 7 đầu đi. TV màu xanh, bắn con camera man đi cho. Chúng ta sẽ đánh bại các người thôi. Sở Pickerman, hãy xem tia laser của ta đây cho. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Này con TV màu xanh này, hãy xem tia laser của ta đây cho. Không ổn rồi mọi người. Này con tia laser này, hắn ta mạnh quá. Chúng ta mau chuồn thôi, chứ không là bị tiêu diệt đó. G-man thủ dân, đừng cố chấp nữa. Chúng ta mau chạy thôi, chúng ta không phải thủ hắn ta đâu. Mau chạy đi, chứ không là bị tiêu diệt đó. Anh Sir Pickerman, anh cứ chạy trước đi, để em cầm chân bọn chúng cho. Chứ không là chúng ta sẽ không chạy thoát được đâu. Này thì con cameraman này, ta sẽ lát bom vào ngươi cho. Rồi, bây giờ ta đi được rồi. Các người đừng hòng bắt được ta sẽ đi đây. Anh cameraman, bọn chúng chạy mất dép rồi.